theo cái cảm xúc của mình và bằng bút pháp của mình, chứ không phải là cố vẽ cho nó giống như mình là đang cho mình cái chai thành cái chai và vẽ giống như một bức hình, không có, không phải nhìn một cách sáng tạo, nghĩa là cũng cái bình đó, cái chai đó mà bạn này vẽ khác, vẽ khác, tất nhiên tỷ lệ của nó phù hợp với những cái vật so sánh xung quanh, nhưng mà phải tạo được một phong cách riêng, sự đúc kết cảm xúc về sự vật qua cái nhìn cá nhân làm nên một họa sĩ giỏi. Giải nhất thuộc về bạn Trần Thị Khánh An. Đó là bạn Khánh An đạt được những tiêu chí mà cô đã đặt ra về cái giải nhất này. Nên là mà qua cả hai bài luôn, bạn vừa vẽ phong cảnh và vừa vẽ tĩnh vật, nên là cái nhìn nó sự so sánh rất là rõ so với cái những cái tác phẩm xung quanh về bút pháp rất là nhuần nhuyễn, cái cách diễn tả lá cây, bảy bàn cái chất liệu của vải, chất liệu của lá ra được và chất liệu của cái gỗ khác với chất liệu của quần áo của người, phải hoàn toàn nắm vững hết về cách diễn đạt, mà không phải là cô phải nói hay là phải tả gì hết, từ cái cảm riêng của bản thân bạn đã có rồi, và khi bạn diễn đạt nó dùng những lớp giống như từ trong con người đã cầm họ lên vẽ lên đó ra, chỗ nào vẽ mỏng chỗ nào vẽ dày, cái cách mà đi đi gọi nhau you want.